Nói tóm lại là bây giờ em vẫn theo đuổi cái vụ chiếc vòng ở nhà Vũ Nguyên, bởi vì em nghĩ đây là cái cách em lấy lòng chị Hạnh à. Đúng, vì đó là một con đường nhanh nhất để em lấy lòng dì Hạnh, để cho dì Hạnh thúc giục anh Hải Anh cưới em. Trời ơi, em không cần phải lụy má chồng em như vậy, em hiểu không? Em ước ao được trở thành con dâu của một gia đình gương mẫu như vậy, một gia đình có tôn ti trật tự. Vợ là phải biết sợ chồng, mà chồng là phải là trụ cột của gia đình, phải là một người oai phong lẫm liệt, lúc nào cũng được kính nể hết. Ôi, Trâm ơi, một Trâm, gia đình trong mơ. Trâm, dạ. Em có bị mất nhận thức không? Chị chưa thấy ai lấy chồng không phải vì chồng mà là vì ba má chồng hết á Trâm. Đúng rồi, em không có mê chồng, em mê được làm dâu của ba má chồng em thôi. Trời ơi, em mê được làm dâu. Ờ. Còn nói về cái chuyện làm dâu nha, bà đừng coi thường tôi. Sao vậy? Lam bây giờ khác rồi. Lam bây giờ không chỉ một màu lam nữa mà là nó nhiều màu hơn rồi, cầu vồng luôn rồi đó. À. Cuộc đời tôi bây giờ có cầu vồng rồi, bởi vì sao? Tôi đã có bầu. Hả? Đó. Và khi tôi có bầu thì tôi phải đứng đầu. Hả? Đó. Và tôi đứng đầu thì tôi phải nắm đầu. Cái gì vậy? Mà tôi nắm đầu ai? Tôi nắm đầu chồng tôi một cách công khai, mà má chồng tôi còn hết sức ủng hộ nữa. Ủa là sao? Không hiểu. Thì bây giờ tôi có bầu rồi. Đó, bây giờ chồng tôi, gia đình tôi phải cưng tôi, cái gia đình chồng phải cưng tôi, nên má chồng cho tôi muốn làm gì đó tôi làm. Chưa hết nha, để khoe nha. Đây nè, thấy cái gì không? Ý, trời ơi, tự nhiên có đồ chơi em bé. Bà mất nhận thức giống con Trâm rồi đó. Sao vậy? Bà không thấy cái chữ này hả? Gì? SOS. Là gì? Cái này là cái gọi là thiết bị báo động đó. Bây giờ nè, tôi ngồi đây nè, mà tôi có chuyện gì tôi chỉ cần ấn nút vậy là tất cả mọi người trong gia đình chồng tôi sẽ định vị theo cái chỗ tôi đang ngồi tới để ứng cứu. Nhớ rồi. Cái này nè, cái này là bữa là chị Quyên vợ của anh Vũ ở trên xe lăn cũng có một cái này người ta gọi là AIGS nè. Chị gì? Em nói gì? AIGS. Trâm ơi, AIGS mà em nói đó là S là bệnh, một căn bệnh gọi là bệnh truyền nhiễm, bệnh thế kỷ. Cái này là cái SOS. À đúng rồi, SOS đó, cái đó đó. Là bộ chị nhớ không? Mình vô nhà bà Quyên đó, nhờ có cái này nè, bấm nút một cái là ông Vũ ông chạy về có mặt liền đó. Đúng rồi. Trời, tôi như giờ là tôi như là mẹ thiên hạ rồi, biết không? Không bữa tôi đưa ngồi trên phòng á, tôi kia tôi ăn tô bún riêu xong á, khi tôi làm miếng dọn á, khi tôi bấm xong má chồng tôi tưởng có chuyện gì lật đật chạy lên xong đó. Má ơi, con mệt quá, má dọn giùm con tô bún riêu. Má vừa dọn, má vừa chửi, mà má chửi sau lưng, má không chửi trước mặt á. Trời ơi, em có bầu cái muốn là mẹ được luôn. Trời, hả? Chị là giờ là mẹ thiên hạ rồi em. Trời ơi, sướng quá vậy, sướng quá vậy. Ê, mới nhắc tới con bầu em mắc ói quá. Ủa, cái gì như cái máy vậy? Trời, sao mất quả quá vậy? Thôi nhưng mà chị làm nó nghe nè, sao chị may mắn quá vậy? Chị may mắn vậy á, hay là chị giúp em điều tra vụ chiếc vòng đi, để chị lấy cái may mắn qua cho em hơn giống như chị vậy đó. Đúng rồi đó, trước tiên là tôi cũng chúc mừng bà cho tình mẹ chồng nàng dâu bà khăng khít hơn từ đây cho đến ngày bà bể bầu ha. Còn cái chuyện nó nhờ là đúng á, tôi với nó bị lộ hết trơn rồi, giờ còn mình bà giúp giùm nó đi, cái tụi tôi đứng ở ngoài tụi tôi ủng hộ. Được rồi, tôi sẽ giúp. Trời ơi. Ê. Hả? Hẹn hò chấm cơm để gặp gỡ những trái tim cô đơn đến với nhau nè. Thích quá. Ôi, chị có chồng rồi chị thích vậy? Chị thích giùm em. Dạ. Hỏi hoài. Lam. Dạ? Đi nè. Lâu rồi á? Tình hình ổn rồi. Ổn không? Rất ổn, tình hình rất ổn. Ủa rồi dần sao? Chị vô đi. Vô giúp em đi, vô. Mời cô vô nha. Cô ngồi đi. Cảm ơn anh. Chào anh, tôi là hàng xóm của anh. Tôi tên là Lam. Tôi đang là trưởng phòng kinh doanh của một công ty xây dựng AE. Chắc anh nghe tên công ty rồi chứ hả? Tôi cũng từng nghe. Công ty của tôi nổi tiếng lắm. Thì hiện nay tôi có một cái khảo sát để tham khảo ý kiến khách hàng, để đánh giá về cái mức độ, cái chắc là ngành trong ngành anh hiểu mà đúng không? Tôi hiểu. Thì bây giờ anh có thể cho tôi xin một cái ý kiến cá nhân của anh thôi. Okay. Khi anh đọc cái điều đó anh cảm thấy như thế nào?
Ok. Tìm bạn 24h.com. À, tôi không tìm bạn, tôi đi tìm đồ thôi. À, đây. À, xin lỗi. À, chắc nhầm ha. À, dạ dạ. Nhầm. Hẹn hò phụ nữ cô đơn online. Tìm mạng bốn phương. Tìm bạn chat. Số điện thoại. Máy bay bà... máy bay bà già. Anh đọc tìm gì bạn trai. À, anh đọc gì tôi không hiểu luôn á. À, đây. À, cái này là tôi lụm được trước cửa nhà anh đó. À, à, chắc là quảng cáo người ta quăng vô nhà đó mà. Hiểu rồi. À, đúng rồi. Bản khảo sát đây nè. À, không ngờ cô làm chung ngành với tôi ha. Oh. Thật ra thì tôi là kỹ sư xây dựng cầu đường. À, vậy ha. Ừ. Vậy thì tốt quá rồi. Vậy anh coi đi, anh coi ngồi coi đánh giá. Mấy cái này thì tôi có thể giúp cô được. Vậy trong lúc anh ngồi coi, tôi có thể tham quan nhà anh được không? Được chứ. Thoải mái ha. À, có gì cô cứ nói thật lòng cho tôi biết nha. À, cái giọng đẹp quá. À. Anh có thể cho tôi mượn tôi xem được không? À, chiếc giọng đó à? Đúng rồi. Hiện tại thì chìa khóa là do vợ tôi đang giữ, cho nên tôi không thể nào mở ra cho cô xem được. Thông cảm nha. Chìa khóa vợ anh giữ? Đúng rồi. Ôi, anh thương vợ anh quá ha. Dạng như là đưa vợ giữ tay hồng chìa khóa vậy. Tất nhiên, vợ của mình mà. Mình không thương thì thương ai bây giờ? Không những tôi thương, mà tôi còn rất là sợ. Hả? Rất là sợ, sợ vợ lắm. À. À, tất cả mọi chuyện trong gia đình thì đều do vợ tôi quyết hết. À, nhiệm vụ của tôi là làm thật là nhiều tiền, đem tiền về cho vợ giữ. Trời ơi, kiểu đàn ông như anh trên cõi đời này là chết hết rồi đó. Còn mình anh sống thôi đó. Nên ráng sống tốt, đừng để chết sớm. À, tôi thì thấy rất là bình thường mà. Vợ của mình mà không sợ, sợ ai bây giờ đúng không? Dạ. Trước sau gì cũng phải sợ, cho nên mình tự nguyện mình sợ trước cho chắc. À, tiếc quá, thực sự là tôi thấy cái giọng rất đẹp. Tôi muốn mượn cái mẫu đó về tôi đặt một cái kiểu y chang như vậy. Ủa mà cái giọng này thì vợ anh mua ở đâu vậy, hay được ai tặng? À, chiếc giọng đó thì do là mẹ vợ tôi đưa lại cho vợ tôi đeo. À, tôi biết là như vậy. Mẹ đúng. Vợ anh. Đúng rồi. Đưa cho vợ anh. Ừ. Rồi từ đâu mẹ vợ anh có, anh biết luôn không? Hình như là tôi nghe vợ tôi nói là bà ngoại truyền lại cho mẹ vợ, mẹ dạ. Vợ mới truyền lại cho vợ, dạng giống như là vật bảo bối đó mà. Bảo bối. À, công nhận giọng đẹp quá mà không biết sao rất là muốn lấy mẫu về đó mà để ấy. Hổ ơi, con ở chạy không, xuống đi cho mẹ biểu coi. Cái gì mà mẹ la quá trời vậy? Vợ con nó báo động nguy cấp. Bây giờ mẹ con mình phải qua cứu nó liền. Dạ, mẹ đi trước đi, con sẽ nói bước theo sau. Ừ. Được rồi, hay lắm. Đụng tới vợ tao là không yên đâu. Sao anh nhìn tôi dữ vậy? Cô nói thật tôi biết đi. Có phải là cô đang rất là cô đơn? Cô đang cần tìm một người để gọi là giải bày tâm sự đúng không? Và người đó chính là tôi. Hả? À, cứ thoải mái nói thật tôi biết. À, anh nói gì tôi không hiểu gì luôn á. Hình như á người nhà cô kiếm cô kìa. Em gỡ gỡ giùm tôi nhé. Gỡ gỡ. Không, vô lẹ quá. Ôm cái gì gỡ. Không, vô. Nè, cậu làm gì mà cậu ôm vô tôi vậy hả? Đứa nào nhúc nhích tao bắn. Hay quá ha. Đồ giang phu giang phụ. Ha, ngày hôm nay dám lợi dụng vợ của tao ha. Này, mẹ của tôi là người đã phát hiện ra vợ của tôi đang bị người này hãm hại nhờ cái tiếng chuông báo động, cho nên ngày hôm nay tôi qua đây tôi cứu. Còn đây là tôi, mặc dù là một thằng sợ vợ nhưng ngày hôm nay tôi không sợ nữa, tôi tới đây để giải cứu vợ của tôi. Trời ơi, tại sao mày không quay cái cặp này đi rồi tự nhiên quay mẹ với con làm gì? Tấn công nữa hả? Tấn công. Vụ gì? Anh bình tĩnh. Vụ gì vậy? Em bình nữa hả? Hiểu lầm rồi. Không phải vậy, hiểu lầm rồi. Hiểu lầm là sao? Giải thích đi. Hẹn hò, nơi gặp gỡ những trái tim cô đơn đến với nhau. Vậy là sao? À, đúng rồi, thích. Đúng rồi, để tôi giải thích. Cái này bây giờ trên mạng á, người ta quảng cáo nhiều lắm. Ý đụng luôn, ở đâu cũng có hết. Cái quảng này... cáo thôi. Nè, cái này là ở trên mạng. Nè, anh đọc đi. Cô giỡn mặt hả? Đưa tờ giấy đen thui mà kêu người ta đọc. Lột cái mắt kiên xuống. Thôi có chữ. Hẹn hò.com, nơi gặp gỡ của những trái tim cô đơn đến với nhau. Cái này là tờ rơi quảng cáo ở trên mạng, không biết đi ngang đi ngửa sao người ta dính vô người em. Rồi là cái gì, mẹ với anh làm gì dần rần rần ra đây rồi chửi. Rồi làm đủ thứ kiểu hết. Trời ơi, rồi mặt mũi con để ở đâu? Vui gì đâu? Con dâu, con dâu. Vợ vậy? Ủa bị sao vậy? Không. Đỡ, vợ tôi phụ cho nên. Không, tôi lỡ vợ. Mua ra, không được. Mua ra. Nè, cô
con bỏ máy xuống, con đưa vợ con đi về liền rồi má chạy về lo cho nó nha. Nó trúng nhớ rồi, dễ đi con. Má đi, đi đưa vợ về đi nha. Để con mở cửa cho cô. Không, anh đứng im đó. Một là anh đưa vợ tôi về, hai là anh ở đây anh không được ra ngoài, định trốn hả? Để tôi đưa vợ của anh về cho. Đưa vợ, trời ơi, vợ tôi để tôi đưa đây. Lẹ lẹ, đây tôi cầm cho điện thoại luôn chứ. Đây là cái mặt lừa gạt vợ tôi nè. Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Cái gì vậy trời?